trong quyển sách Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc của tác giả Vãn Tình có đoạn viết: Hãy là một người con gái tốt vừa đủ. Là con gái không cần phải quá thông minh. Người ta vẫn hay nói vui rằng giàu có thì nó ghét, mà đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó đố kỵ. Điều đó không phải là không có cơ sở. Con gái thông minh quá sẽ khiến người khác sợ, không dám giao lưu kết bạn. Người tường tận tâm can người khác cũng khó có được hạnh phúc hơn những người bình thường. Bạn không cần quá thông minh, nhưng cũng đừng bắt mình ngốc nghếch. Bởi vì người đơn thuần và ngốc nghếch thì dễ bị đùa cợt. Mọi thứ nên dừng lại ở mức vừa đủ. Biết xử trí khôn ngoan đối với việc cần khôn ngoan. Biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Bạn không cần cuộc sống đầy ánh hào quang của người nổi tiếng và tự hỏi mình cần làm gì để được như họ. Vì chính họ phải vất vả, cực khổ ngày đêm, vùng vẫy giữa những góc khuất nghề nghiệp. Bạn cũng không cần phải ghen tị với những người mẫu khi họ có thân hình đẹp. Bởi vì một bữa ăn ngon lành, xả láng là niềm mơ ước xa xỉ của họ. Bạn cũng không cần ao ước cuộc sống có quyền cao chức trọng, đi xe xe đẹp ở nhà sang. Vì tiếng còi báo động réo vang lúc nào cũng thường trực khiến họ giật mình thon thót. Tiền bạc không cần phải quá nhiều, đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu chính là đủ. Không cần dấn thân vào biển lửa núi đao, chỉ cần có người yêu thương mình chân thành chính là đủ. Sống trên đời đừng có 10 phân vẹn 10, đừng cố để có thể sống đẹp, mà sống tốt được đến 9 phần chính là đủ. Nhiều quá hóa khổ, thiếu quá hóa cùng. Khi ý thức được thế nào là đủ và sống đủ thì khi đó bạn đã cảm nhận được